Thưa quý vị, với diễn biến dịch phức tạp và khó lường như hiện nay, thì 7 ngày siết chặt giãn cách được xem là thời gian vàng để có thể khống chế, ngăn chặn dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng. Chính vì vậy, các biện pháp y tế sẽ được thành phố triển khai tổng thể với tinh thần nhanh nhất có thể. Thống kê từ ngày 10 tháng 7 đến nay, chỉ hơn một tháng, Đà Nẵng đã ghi nhận gần 1.800 ca mắc COVID-19. Hơn 20 chuỗi lây nhiễm đã được ghi nhận ở gần như hầu hết các xã phường trên địa bàn thành phố. Chuỗi lây nhiễm từ cảng cá Thọ Quang, vốn nguy cơ rất cao mới chỉ đang dần được kiểm soát, thì mấy ngày qua lại phát sinh ổ dịch mới từ chợ đầu mối Hòa Cường. Vì vậy, các biện pháp khoanh vùng truy vết sẽ phải thần tốc hơn nữa. Trong cái thời gian này, thì chúng ta là một cơ hội để chúng ta rà soát và làm xét nghiệm, có thể nói là diện rộng, để chúng ta có thể phát hiện sớm nhất các cái trường hợp F0 là đưa ra ngoài để giảm được cái việc lây lan. Sau cái 7 ngày chúng ta đánh giá và chúng ta thấy cái tiên lượng và đánh giá về cái mức độ ở cộng đồng, thì lúc đó ban chỉ đạo sẽ có những cái quyết định tiếp theo. Suốt hơn một tháng qua, đã có hơn 1 triệu lượt người được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Tuy nhiên, do mầm bệnh đã ngấm vào cộng đồng nên Đà Nẵng vẫn chưa chặn đứng được các chuỗi lây nhiễm. Trong 7 ngày sắp tới, chiến lược xét nghiệm mới sẽ được triển khai toàn diện để bóc hết F0 ra khỏi cộng đồng, cũng như đánh giá tổng thể nguy cơ dịch toàn thành phố. Lực lượng y tế sẽ cố gắng hết sức tập trung hết cái lực lượng để có thể xét nghiệm toàn bộ hộ gia đình của người dân trên địa bàn thành phố với một cái quy mô là gần hơn 300.000, 330 mấy nghìn người, và làm cụ thể từng người dân đối với những khu phong tỏa, những khu nóng nguy cơ thì làm toàn bộ. Như vậy thì trong cái đợt này chúng ta làm thành hai đợt. Số người được xét nghiệm ở trên địa bàn thành phố chúng ta trong vòng một tuần sẽ lên con số là hơn 600.000 người. 7 ngày siết chặt giãn cách theo phương châm ai ở đâu ở đó, ngành y tế và các địa phương sẽ nắm lấy cơ hội này để chặn đứng các chuỗi lây nhiễm. Đồng thời, với các giải pháp tổng thể sẽ đánh giá nguy cơ dịch bệnh từng xã phường, quận huyện để tiếp tục có biện pháp phòng chống dịch phù hợp, từ đó tiến tới sớm khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.